11 bí quyết sống cực thọ khiến cả thế giới săn lùng, áp dụng sớm, cả đời không lo bệnh tật, sống khỏe mạnh tới già. Kênh Nhân Sạch Sống Khỏe xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, điều tra dân số Hoa Kỳ đầu tiên được thực hiện vào năm 1970 đã cho thấy chỉ có 2% dân số Mỹ có tuổi thọ trên 65 tuổi. Năm 1900, tuổi thọ trung bình của người Mỹ là 47 tuổi. Ở thời điểm đó, những người có thể sống đến 100 tuổi đã được coi là một kỳ tích của tự nhiên. Ngày nay, những người sống thọ trên 100 tuổi rất phổ biến, trong đó ở Mỹ có hơn 100.000 người. Con số này không chỉ dừng lại ở đó mà đang được gia tăng một cách nhanh chóng. Stephen John đến từ Bệnh viện Greenwich, con cho biết vì những tiến bộ của ngành y tế mà tuổi thọ của con người có thể kéo dài hơn. Tuy nhiên, tiến sĩ John tin rằng mục tiêu của con người là sống lâu hơn và sống khỏe mạnh hơn. Theo như tiến sĩ John, chúng ta đang sống lâu hơn nhưng chưa chắc là đang được sống khỏe mạnh. Điều này chủ yếu là do lối sống không tích cực của con người. Và dưới đây là 11 cách mà tiến sĩ John cho rằng nó có thể giúp bạn có cơ hội được sống khỏe mạnh đến 100 tuổi. 11 bí quyết sống cực thọ khiến cả thế giới săn lùng, áp dụng sớm cả đời không lo bệnh tật, sống khỏe mạnh đến già. 1. Kiểm soát căng thẳng. Kiểm soát căng thẳng sẽ giúp sống chất lượng. Khi bị căng thẳng, cơ thể sẽ sản sinh ra chất cortisol, được gọi là hormone căng thẳng. Cortisol gây ức chế quá trình tái tạo tế bào mới, làm tăng tốc độ lão hóa của cơ thể. Vì vậy, hãy tập trung vào cảm giác thư giãn trong mọi tình huống của cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, bản thân gặp rất nhiều vấn đề rắc rối, không gây căng thẳng, nhưng phản ứng của chúng ta đã tạo nên cảm giác căng thẳng cho chính mình. Chẳng hạn như nếu bạn bị mắc kẹt trong giao thông, thay vì bực tức và khó chịu, bạn hãy lắng nghe một bản nhạc trên đài phát thanh hoặc ngồi thư giãn. Bạn sẽ nhận được lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ những hành động đơn giản ấy mà không gây căng thẳng cho mình. 2. Giấc ngủ sâu và thoải mái. Không ít người cho rằng những người lớn tuổi nên ngủ ít hơn. Quan niệm đó là hoàn toàn sai, vì người lớn ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, vì có những tuổi nên những người già thường khó chìm vào giấc ngủ hơn. Để có một giấc ngủ sâu và thoải mái hơn, bạn không nên uống cà phê hay rượu trước khi đi ngủ một vài giờ. Hãy để cơ thể thư giãn và tránh các yếu tố gây căng thẳng hoặc đòi hỏi sự tỉnh táo. Bạn có thể sử dụng một chiếc ga trải giường mềm mại trong một không gian yên tĩnh để chất lượng giấc ngủ được tốt hơn. 3. Cười thật nhiều. Tiếng cười sảng khoái giúp làm giảm huyết áp, làm sạch phổi và giúp sản sinh ra chất endorphin, hormone hạnh phúc làm giảm đau. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy một đứa trẻ cười trung bình 300 lần một ngày, trong khi đó người lớn chỉ làm 17 lần. Tiếng cười giúp cho con người được khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. 4. Tập thể dục hàng ngày. Cơ thể con người luôn cần sự vận động thường xuyên. Vì vậy, điều tồi tệ nhất làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta là không rèn luyện cơ thể. Một nghiên cứu đã cho thấy, ngay cả khi bạn bước sang tuổi 80, vẫn chưa là quá muộn để bắt đầu tập thể dục. Lợi ích của việc rèn luyện sức khỏe ở độ tuổi này được ví như là cây ra hoa muộn. Thậm chí, nếu tập luyện thường xuyên, tham gia luyện tập thể dục thể thao trong nhiều giai đoạn ở độ tuổi trong cuộc đời, còn mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, sai lầm thường thấy ở những người này là luyện tập quá sức. Vì vậy, điều quan trọng là tham gia vào những hoạt động thể dục vừa phải và biến nó trở thành một phần thói quen của mình. 5. Tìm bạn đồng hành. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có tuổi thọ cao thường có mối quan hệ hôn nhân bền chặt. Có những người có bạn thân, có những vật nuôi gần gũi. Vì vậy, chúng ta không nên chọn cách sống cô lập với xã hội. Thường xuyên tham gia các hoạt động gặp gỡ bạn bè, tham gia tình nguyện giúp đỡ cộng đồng để cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn. 6. Hãy sống lành mạnh tại thời điểm hiện tại. Trong cuộc sống của chúng ta, không có gì là tuyệt đối hoàn hảo và những gì bạn nghĩ sẽ không thể sống mãi mãi.
Vì vậy, hãy sống với những gì đang xảy ra hiện tại. Không nên lãng phí thời gian quý báu của mình để nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng quá nhiều về tương lai. Hãy thưởng thức từng giây phút khi bạn ở cùng bạn bè, đồng nghiệp cũ hoặc thậm chí là chuẩn bị khi đi vào giấc ngủ. Một điều quan trọng là hãy coi mỗi ngày như một món quà và cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. 7. Sử dụng bộ não thường xuyên hơn. Những năm trước đây, các bác sĩ đã tin rằng, không giống như các cơ quan khác của cơ thể, não bộ sẽ không thể tái sinh. Ngày nay, khoa học đã chứng minh quan điểm đó là không đúng sự thật. Các kết nối quan trọng giữa các tế bào của não có thể được tái lập. Khi bộ não của bạn được kích thích, thì những kết nối được thực hiện mà không phụ thuộc vào vấn đề về tuổi tác của con người. Chúng có thể kích thích bộ não của mình bằng cách học hỏi những điều mới mẻ, học một ngôn ngữ mới hoặc đơn giản chỉ là học cách từ bỏ một thói quen nào đó. Bạn có thể tìm kiếm được những con đường, những khu phố khác nhau hoặc cố gắng ăn bằng tay trái thay vì thói quen thường ngày ăn bằng tay phải của mình. 8. Không hút thuốc. Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet khi tìm hiểu 1,3 triệu phụ nữ có thói quen hút thuốc từ năm 1996 cho đến năm 2001 đã chứng minh việc bỏ thuốc lá sẽ giúp chúng ta, đặc biệt là phụ nữ có thể kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ. 9. Ăn nhiều chất xơ. Cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ từ ngũ cốc, có thể ngăn chặn được nguy cơ tử vong sớm các bệnh tim mạch, nhiễm trùng và hô hấp. Những người dùng đến 25 gram chất xơ với phụ nữ, 39 gram với đàn ông mỗi ngày có khả năng kéo dài tuổi thọ thêm 9 năm hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa. 10. Rửa tay. Nghe thì đơn giản nhưng việc này lại rất có ích cho cuộc sống của bạn đấy. Rửa tay thường xuyên sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn gây bệnh, thậm chí nó còn hiệu quả hơn nhiều loại vaccine nữa đấy. 11. Không ngồi quá nhiều. Ngày nay, chúng ta đều hiểu rằng ngồi quá lâu hay quá nhiều sẽ làm giảm sút sức khỏe. Và đây cũng cần được hiểu thêm rằng nó cũng làm giảm tuổi thọ nữa. Chỉ cần ngồi ít hơn 3 tiếng mỗi ngày sẽ giúp bạn có thêm 2 năm tuổi thọ. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên thường xuyên thực hiện 11 điều trên nếu muốn sống thọ và tuyệt đối bỏ những thói quen sau. 10 thói quen xấu làm giảm tuổi thọ. 1. Ngủ không đủ. Thiếu ngủ là một trong những căn bệnh gây nên ảnh hưởng đến sức khỏe và một số loại bệnh tật. Nếu không ngủ đủ giấc mỗi đêm, người lớn cần đảm bảo ngủ đủ 8 giờ mỗi đêm thì sự trao đổi chất trong cơ thể bạn nhận sẽ chậm lại và sẽ khiến cho bạn dễ dàng tăng cân. Đồng thời, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ bị suy giảm và gây cản trở khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Ngoài ra, ngủ không đủ sẽ làm cho bạn mệt mỏi và còn có thể làm giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rất nguy hiểm cho việc điều khiển xe và sẽ gây nên tai nạn giao thông. 2. Không dùng chỉ nha khoa mỗi ngày. Hiện nay, chúng ta đều biết dùng chỉ nha khoa thường xuyên sẽ giúp cho nướu răng luôn khỏe mạnh và chắc. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dùng chỉ nha khoa mỗi ngày còn có thể bảo vệ bạn chống lại bệnh tim. Nếu không chỉ dùng chỉ nha khoa hàng ngày, vi khuẩn sẽ có thể tích tụ trong khoang miệng và sau đó sẽ xâm nhập vào trong máu. Một số trường hợp còn có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, xơ cứng động mạch. 3. Không thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Nếu bạn không kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên, sẽ không đủ để đảm bảo có một sức khỏe tốt. Bạn nên có một bác sĩ cho riêng mình kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có thể kiểm soát được lượng cholesterol, lượng đường trong máu, huyết áp và sức khỏe của tim mạch. Đầu tiên, bạn hãy dành thời gian để làm các xét nghiệm tầm soát có liên quan như soi cổ tử cung, chụp tuyến vú, mật độ xương, kiểm tra da định kỳ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để chuẩn đoán sớm và kịp thời chữa trị bệnh nếu có bệnh. Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn về những xét nghiệm cần kiểm tra ở độ tuổi này và sau đó thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. 4. Không tham gia hoạt động xã hội.
Não cũng giống như cơ thể con người, nó cần được vận động thường xuyên. Tuổi thọ của con người thường có liên quan chặt chẽ với quá trình trình độ giáo dục và sự vận động trí lực. Do vậy, việc tham gia các hoạt động xã hội là rất cần thiết. Tham gia hoạt động với gia đình và bạn bè không chỉ là một cách tuyệt vời để có một cuộc sống phong phú và đa dạng, mà còn tạo sự kết nối với những người khác, sẽ giúp bạn giảm nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. 5. Lo lắng quá nhiều. Lo lắng quá mức có thể gây ảnh hưởng bất lợi nào đó trên cơ thể của bạn. Lo lắng tạo ra căng thẳng. Theo các nhà nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng, việc giảm nguy cơ căng thẳng không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tim mà còn giúp bạn kéo dài được tuổi thọ. Quản lý căng thẳng không phải là một công việc dễ dàng đối với nhiều người. Để kiểm soát, bạn có thể tập yoga, tập thiền, hít thở sâu hoặc các hoạt động thể chất để mang lại cho bạn một sự khác biệt về tâm trạng. 6. Não ít hoạt động. Hoạt động trí não hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ, nhưng nếu lạm dụng hoặc hoạt động não quá mức sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Qua các nghiên cứu đã cho thấy, những bộ phận trong đại não càng hoạt động tích cực thì tế bào trong não lại càng phong phú. Ngược lại, chúng sẽ bị teo lại. Tăng cường vận động não, tăng cường chất dinh dưỡng cho não còn có thể giúp phòng ngừa bệnh lão hóa và teo lại của tế bào não. Việc kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi sẽ giúp giảm thiểu mọi kích thích không tốt đối với não bộ. Những người có thói quen dùng tay phải, nếu sử dụng ý thức tay trái và chân trái nhiều hơn, cũng sẽ rất có lợi cho việc nâng cao các chức năng của não bộ. 7. Tiếp xúc ánh mặt trời quá nhiều. Ánh nắng mặt trời là nguồn phát ra tia tử ngoại, loại tia hủy hoại da và gây nên căn bệnh ung thư da. Các giai đoạn tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc bị cháy nắng trong thời thơ ấu là điều nguy cơ tiềm tàng trong sự phát triển của ung thư tế bào, một loại ung thư da phổ biến nhất. Phơi nắng có thể gây nên ung thư da ở mọi lứa tuổi. Da và mặt mũi là những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể nên rất dễ bị bắt nắng mặt trời làm tổn thương. Ánh nắng mặt trời tuy có rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe của con người như chống còi xương, mang lại cho bạn một làn da hồng hào và khỏe mạnh nhờ vào việc cung cấp vitamin D. Nhưng vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, vì vậy hãy tự bảo vệ làn da và sức khỏe của mình bằng cách kết thân với những sản phẩm chống nắng với chỉ số SPF cao hoặc tối thiểu cũng nên tránh xa ánh nắng mặt trời vào buổi trưa oi bức. 8. Không hấp thụ đủ canxi. Canxi rất cần thiết cho sức khỏe của xương và việc phòng chống bệnh loãng xương sau này trong cuộc sống. Theo các chuyên gia, canxi có thể giúp làm giảm nguy cơ chết sớm là do nó có tác dụng giảm huyết áp, giảm cholesterol hoặc giảm lượng đường trong máu. Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã khuyên những người trưởng thành là nên bổ sung 1.000mg canxi trên một ngày. Nguồn bổ sung canxi phong phú là sữa không béo, sữa chua, phô mát, bông cải xanh, cải xoăn và ngũ cốc. 9. Không tập thể dục. Tham gia rèn luyện thể lực thường xuyên, điều độ có thể trì hoãn được sự suy giảm các chức năng trong cơ thể, làm giảm nguy cơ khởi phát các bệnh mãn tính ở những người cao tuổi. Những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao có tuổi thọ trung bình cao hơn so với những người không luyện tập thể dục. Thời gian luyện tập thể dục còn tùy thuộc vào điều kiện và thể chất của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ cần dành ra khoảng 2,5 giờ mỗi tuần cho việc tập thể dục là sức khỏe của bạn đã có tác động rất tốt. Đi bộ nhanh, đạp xe đạp, bơi lội hoặc chạy bộ là những cách dễ dàng để có thể luyện tập mà bạn cần. Hãy nhận biết, mặc dù rằng nếu bạn có thể thoải mái thực hiện một cuộc trò chuyện trong khi luyện tập thể dục như đi bộ hoặc chạy bộ với bạn bè của bạn, bạn không tập thể dục chăm chỉ. 10. Không dành thời gian thư giãn. Thực tế, nhiều phụ nữ cảm thấy băn khoăn, có lỗi khi dành thời gian cho mình. Nhưng thời gian dành thư giãn nghỉ ngơi là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe nói chung. Hãy dành thời gian cho bản thân mình để nạp thêm năng lượng và tái tạo sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Những người phụ nữ làm việc nhà thường phàn nàn rằng họ luôn mệt mỏi và căng thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, với 11 bí quyết trên kênh Ăn Sạch Sống Khỏe, chúc quý vị khán thính giả đang xem video luôn tràn đầy sức khỏe và quý vị cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè để mọi người cùng sống vui, sống khỏe cả nhà nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.